Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Anh Sang là chuyên gia chăm sóc về thú của Mỹ Quỳnh Safari. Sẽ có rất là nhiều điều thú vị nha các bạn. Mấy cái này là phải có chuyên gia. Tại vì dù sao đây cũng là động vật hoang dã. Thì các bạn lưu ý á. Cho nên là các bạn mà có đi chơi á, thì ở đây nó có những cái giới hạn nè. Giới hạn an toàn đây nè. Thì các bạn phải tôn trọng sự hỗ trợ từ Bearfriend Mỹ Quỳnh Safari. Và có anh Sang hỗ trợ thì ảnh biết đâu là giới hạn và ảnh có thể kiểm soát được tình hình. Bây giờ đây là trước cửa cái chuồng cọp. Rồi, ok, đã có chìa khóa rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vô chuồng ha các bạn. Ok, trải nghiệm này không phải ai cũng có đâu nha các bạn. Các bạn thấy cái tiếng kêu kêu thú của anh Sàng hấp dẫn không các bạn? Rồi, lên cửa luôn kìa. À, lên cửa ngoài kia. Này là đang lên cửa ở phía bên ngoài. Nói lại chuồng kia coi hai cọp cái đã lắm, dễ thương lắm. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình lại tiếp tục tới Mỹ Quỳnh Safari ha. Thì có một điều rất là vui, có nghĩa là sau những cái clip trước mình giới thiệu về Mỹ Quỳnh Safari thì anh Dũng chủ của Mỹ Quỳnh Safari là có mời mình lại đây để coi như là có những cái thước phim nó gần gũi hơn. Để cho có những cái trải nghiệm mà quay tốt hơn cho các bạn ở nhà có thể xem nó gần gũi hơn ha, gần gũi hơn với bạn thú. Thì ngày hôm nay á, mình để được anh giới thiệu các bạn, đây là anh Cầy ha. Anh Sang. Anh Sang thì sẽ gọi anh Sang là chuyên gia chăm sóc về thú của Mỹ Quỳnh Safari. Thì anh Sang sẽ hỗ trợ mình đi thăm các bạn thú ở một cái không gian nó gần gũi hơn nữa. Và anh Sang sẽ giới thiệu cho mình kỹ hơn nữa các bạn thú ở đây ha. Ok, chúng ta cùng đi ha, mời các bạn theo mình với lại anh Sang ha. Đây là chuồng Linh Dương hả anh? Linh Dương. Ok. Bây giờ anh Sang sẽ cho mình vô chuồng luôn. Vô chuồng trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Phải nói là tuyệt vời luôn. Sẽ có rất là nhiều điều thú vị nha các bạn. Mình mới được gọi là anh Tú bên quản lý rồi này nọ giới thiệu cái chương trình ngày hôm nay là mình đang rất là phấn khích luôn á, rất là hấp dẫn luôn á. Đó, thì mọi người cùng theo dõi suốt cái video này để coi là hôm nay mình may mắn được những cái trải nghiệm nào ha. Đó. Và một cái điều may mắn nữa là mình có sự hỗ trợ của chuyên gia chăm sóc động vật ha. Mấy cái này là phải có chuyên gia. Tại vì dù sao đây cũng là động vật hoang dã. Nó có những cái bản tính hoang dã. Thì chỉ có những chuyên gia đó chăm sóc hàng ngày quen tính quen nết của các bạn đó thì mới hỗ trợ cho mình tốt nhất ha. Chứ còn lạ vô là cũng nguy hiểm đó. Dù sao nó cũng là động vật hoang dã mà. Ok các bạn, trải nghiệm này thú vị quá. Qua Mỹ Quỳnh. Hai con Mỹ Quỳnh. Chiếc xe vô hồ bơi đón khách kìa. Cái gì anh? Hai con Mỹ Quỳnh. Mỹ Quỳnh. Mỹ Quỳnh hả? Hai con Mỹ Quỳnh. Hai sẽ vô xem hai con Mỹ Quỳnh. Cọp á hả? Cọp. Đây là em. Em. Em Mỹ Quỳnh. Tên là Mỹ Quỳnh luôn. Mỹ Quỳnh. Bạn cọp này được đặt tên là Mỹ Quỳnh luôn các bạn. Đó, bữa đi đâu có biết tên gì. Gấu, bên đây là gấu. Bên này gấu, gấu vô được không? Gấu vô mình dục bí, mình vô mở cửa mình vô chỉ dục cho nó ăn thôi, chứ okay. Không được tiếp cận nó nữa. Rồi ok. Coi như là gọi là an toàn là trên hết ha các bạn ha. Đó, tất cả là nó phải có sự hướng dẫn đâu là giới hạn thì chỉ có những anh chuyên gia này chăm sóc trực tiếp ở đây thì người ta sẽ biết. Thì các bạn lưu ý á, cái này là cái sự hỗ trợ của bên chủ vườn thú đây hỗ trợ để cho mình có cái không gian gần gũi để mình quay cho các bạn ở nhà coi, chứ không phải là đây là trong cái chương trình của sở thú ha, của Mỹ Quỳnh Safari ha. Cho nên là các bạn mà có đi chơi á thì ở đây nó có những cái giới hạn nè, giới hạn an toàn đây nè, thì các bạn phải tôn trọng, không có nghịch phá quá. Không, tại vì ở đây mình là có thứ nhất là được
sự hỗ trợ từ phía Mỹ Quỳnh Safari và có anh Sang hỗ trợ, thì ảnh biết đâu là giới hạn và ảnh có thể kiểm soát được tình hình. Còn các bạn mà tới đây mà nhiều khi quậy nghịch phá quá là nó sẽ nguy hiểm cho bản thân ha. Ví dụ như người ta để đây những cái giới hạn, chúng ta đừng có tiến sâu vô rồi chọt tay chọt lưng vô là nguy hiểm ha. Cái này là cái trải nghiệm quay gần gũi để cho các bạn ở nhà coi qua kênh, qua tivi rồi có cái trải nghiệm gần gũi hơn, nhiều thông tin hơn. Ok các bạn ha. Bây giờ đây là trước cửa cái chuồng cọp. Bây giờ anh Sang sẽ mở cửa cho mình vô. Ok anh. Ok, đang chờ chìa khóa hả? Dạ, trong chuồng này mấy bạn anh? Trong chuồng này có ở ngoài hết có 7 bạn nữa, còn ở trong là hai con Mỹ Quỳnh, chị, anh, chị. Anh chị. Một đực một cái luôn. Trong đây con đực một cái. Một đực cái là hai anh em chung bầy luôn hả? Hay là khác bầy? Chung đẻ nó đợt trước đợt sau. Ý là cùng cha cùng mẹ luôn hả? Cũng không có cùng cha mẹ, cùng giống mà hai con cái hồi đó ở chung, con này đẻ trước con kia đẻ sau. Ok anh. Này là mỗi ngày là anh đi cho ăn đồ tất cả mọi cái luôn. Mà thức ăn dọn dẹp như chuồng trại dọn sạch sẽ. Mà chứ ăn thì chứ ngày ăn ngày. Ngày ăn ngày nghỉ. Ở đây thức ăn thường là gì anh? Gà. Gà không. Dạ. Mà ở đây được cái không gian nó rộng, nó bé nó em thấy nó chạy vận động tốt. Mấy này mà ít có không gian cho vận động là cơ bắp đồ là xuống hết, ít chạy. Anh là chăm sóc cái bé từ nhỏ luôn hả? Này mấy con này ấy từ nhỏ. Ấy từ nhỏ. Mấy cái ca mà hổ sinh rồi anh có gọi là có tham gia đỡ đẻ hay gì không? Đẻ mình nuôi nó thôi, mình ra kiểm thôi chứ nó đâu có nó vô trong cổng được đâu mà. Có nghĩa là nó nằm trong chuồng. Mình tạo môi trường thôi, xong rồi tụi nó phối giống, tự nó đẻ luôn. Phối giống thì mình tự phối, ví dụ con này là ví dụ là một tuần lễ nó hết phối mình nhốt lại. Nhốt lại. Xong rồi con mẹ nó mang bầu. Con khác ra. Con khác ra. Rồi xong rồi con mẹ nó mang bầu rồi tự đẻ em bé luôn. Tự đẻ luôn xong rồi giống con nó ra vô trong chậm thôi. Rốt lên nó đẻ ra trong đó phải không, cái cứt đá vậy mình giờ qua bên đây vô hút cứt rồi xong đưa nó qua lại. Chăm con tốt không ta? Hổ tự chăm con tốt không? Tốt. Bún ly lịa hả? Bún nằm nhiều cưng lắm, nó nằm ngủ xong cái đói kiếm vú bú từ lưa. Nghe thấy cưng hả bạn, nghe giống đâu khác gì con mèo con chó đâu. Mai mà nó không thấy đường mà nó mò nó kiếm vú nó bú hay lắm. Rồi, cưng thương lắm. Ở đây mình có những cái thước phim tư liệu đó, ta chắc có chứ. Chắc phải quay lại. Có quay. Những cái thước phim tư liệu đó. Giống như mình quay cho nó bú đang bú luôn. Dạ. Quay coi giống như đưa cho chip rồi coi nó là đang bú dễ thương gì nó bú nó nút mà. Ủa rồi con cọp lúc mà nó con mẹ nó đang có cặp con vậy mình lại gần nó có dữ không ta? Hiền, hiền lắm. Hiền lắm hả? Ừ, dễ thương ta. Rồi khoảng bao lâu tách bầy anh? Tách nó mẹ ra khỏi con á? Cỡ 3 tháng mấy 4 tháng. 3 tháng mấy 4 tháng. Để cho phá thôi. Rồi, ok, đã có chìa khóa rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vô chuồng ha các bạn. Anh Thương ơi. Lần đầu tiên luôn. Rồi xin mời các bạn vô đây nha. Ok, trải nghiệm này không phải ai cũng có đâu nha các bạn. Hy vọng là mang tới cho các bạn những cái thước phim vui vẻ. Trời ơi. Ừ con. Bự các bạn. Bự. Con này khoảng mẹ hả? Mẹ đó đó. Khoảng bao nhiêu ký ta? Ôi đụng được tầm mấy á, tầm mấy á. Đụng được rồi nè các bạn. Cái lông nó đã quá. Trời ngoan quá. Này là cái hả anh? Cái. Cái mẹ. Ba như bạn này được mấy tuổi anh? Này mẹ lớn rồi, lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi hả? Đẻ cũng lứa rồi. Cái tướng rất là năng động hả các bạn ha. Cái tướng lành sằng ghê, bự. Bự, lên đây bên đây con cũng vậy, cũng hiền lắm. Hello. Ôi giời. Hello. Rồi ok. Bạn này có tên không anh? Không có tên. Có tên. Có hai con Mỹ Quỳnh nữa. Có hai kia tên Mỹ Quỳnh. Ôi. Nó coi chừng cái thọt cái vô ra nó máu á. Hello. Ê. Hello.
À, quéo hả? Quéo, móc hả? Móc. Móc hả? Xin chào. Nhưng mà nó vừa, vừa gần xanh đó, nó dễ lắm. Hay dạ. Gần xanh nó hiền. À, gần xanh lại hiền hả? Hiền. Hay vậy ta? Hay vậy ta? Hay vậy ta? Xin chào. Có khi nào mà chưa bao giờ được gần ổ đến như vậy. Hôm trước đã tưởng gần, hôm nay còn được gần hơn nữa các bạn. Xin chào. Đấy, đụng lỗ mũi nè. Giỡn chơi hoài. Giỡn hoài. Giỡn hoài. Đưa cái giò ra rồi nó quấu á. Ok các bạn, mình đang đi cùng chuyên gia ha. Cho nên là các bạn đi một mình thì đừng có nghịch quá ha, sẽ nguy hiểm. Đó các bạn thấy rồi, các bạn cọp hồi nãy rất là cũng ngoan á, đụng chạm được á, nhưng mà cũng hơi hơi sợ sợ đúng không? Đây là Mỹ Quỳnh 1, Mỹ Quỳnh 2 hả? Mỹ Quỳnh chị, Mỹ Quỳnh em hả? Đây là hai bạn cọp con ha các bạn ha. À, được đặt tên theo theo tên của Safari luôn, tên là Mỹ Quỳnh. Ồ, bé này cái vằn nó đẹp quá. Ủa cọp á, có thai lông không, hàng năm không anh? Không, cái gì vậy đó. Nó không thai gì đâu. Không ơi. Thấy ghét. Ồ cái này buổi tối là tự tự mấy bạn này biết bò vô chuồng hả? Vô tới giờ ăn nó vô à. Giờ ăn là tự nó vô, xong rồi cửa cứ để tự động hả? Để tự động vậy đó, còn mình muốn nhốt lại là mình cản lại chú. À, có nghĩa là đồ ăn sẽ bỏ trong này. Để đây nè, nó ăn chừng chút à, chừng 5-10 phút là xong, nó đi ra. Dạ. Tắm rửa. Ok. Thì khu vực này là cái chuồng chuồng ngủ cũng như là cho ăn á các bạn. Ví dụ như muốn các bé vô đây á thì sẽ bỏ đồ ăn đây, tự các bé bò vô. À, bên kia mình muốn đóng lại, mình có bên kia có cái cửa đúng không? À đó, mình hạ cửa anh đóng là coi như ví dụ như mà có thăm khám sức khỏe. Ở này có chích ngừa hay là gì không anh? Có chứ. Có định kỳ đồ này nọ. Có chứ. Đầy đủ hết ha. Đầy đủ. Ừ. Kiểm tra cũng kiểm tra hết, con nào ví dụ con nào bệnh ấy rồi kiểm tra hết. Rồi ví dụ như mà bệnh rồi sao sao vô đây ta? Chích thuốc, bác sĩ lại chích. Chích cho ngủ hả? Không có, nó thổi vô là kim nó vô là xong. À, coi như chích từ xa luôn chứ không phải là chích tiếp đúng không? Không chích tiếp. Ok, ok. Giống như nó nằm là vậy phải không? Cái thổi kim vô là chích đầu xong rồi, lấy kim ra. Ok. Trời ơi, cái chân nó bự, nó đã. Xin chào. Xin chào. Mấy ông, mấy mà con có vô Samari chưa? À, vô bán hoang dã đó hả? Ừ. Bữa em có vô rồi. Đàn anh của mấy tụi này. À đàn anh, à đúng rồi, bự hơn này xíu nè. Đàn anh tụi này. Ở đây đàn ngoài là đàn em đây này. À, đàn nhỏ ngoài đúng không? À. Bữa em nghe giới thiệu ngoài kia có bạn cọp mà nó mất hết cái vằn luôn. Có mất cánh tay. Mất cánh tay nữa. Răng nữa. Cái này buổi buổi tối nó có gầm không ta? Không, ít lắm. Ít lắm. Sư tử gầm. À sư tử gầm chứ cọp ít gầm. Này ăn no rồi ngủ vô ngủ. À. Quá đã luôn. Xin chào. Mấy anh này thấy nó vằn nhiều hơn mấy anh kia ha. Cái vằn á trên lưng á. Nó nhỏ. Nhỏ. Nhỏ lớn lớn cái lật. Đúng rồi. À lớn nó già đâu nó lợt cái màu lại. Lợt màu ra. Cưng quá. Đã quá. Hôm bữa mình có tới cái khu vực chuồng giống vậy nè. Đó, mình nói chỗ này để chăm sóc nè. Phải chi mà được vô sờ cuối cùng thành hiện thực. Trời, coi như là khoảng ở đây mình khoảng 40 bạn hổ à. Bốn mấy. Anh này bự khủng luôn. Chị này là hiền nhất nè, nãy giờ thấy chị này là hiền nè. Thép cỡ này mới xuyên nhe dẫn. Nó đưa cái răng lên đây nè, nó cắn dở luôn. Cắn dở luôn. Cắn dở luôn á. Thì con nằm bắp mở cọc kẽm lại. À. Đưa cái hàm nó vô này, nó dị lên. Vậy tính ra nó cũng khôn quá trời. Khôn nó luôn.
không có con mở tù được luôn á. Rồi ôi. Anh chơi mấy sao nằm ngược xuống nhìn đưa hai giò đẩy lên cái lần là vậy luôn á hả? Mấy con kia chút chuột nằm ngửa luôn, xong rồi nằm ngửa cái đưa cái bàn giò nó vô đẩy lên cái nó lừa ra. Ủa tôi nói, ủa sao mà nhốt rồi mà sao kỳ ta, sao nó vô ra được ta? Trời ơi. Ấy như nó tập đẩy chân vậy các bạn, ấy đi cho tạ tập đẩy chân vậy đó. Công nhận khôn dễ sợ. Mới rình coi sao mà nó ra được mới là hay. Dạ. Bây giờ là cái cách của nó ra là biết cái cách nó ra rồi, nó nằm ngửa xuống đưa cái đầu lên vậy nè, là cái bàn giò nó đẩy lên cái lườn ra. Hay ta. Đây có gắn camera không anh? Không. À. Trời ơi. Ở mấy anh này coi như ở ngoài đó mình để ao nước là tự nó tắm tự nó đồ ha, hay mình có xịt nước mình tắm gì nữa? Không. Họ khỏi ngoài cũng có dũng rồi. Ừ, có ao ở đâu thay nước hàng ngày đó. Dạ. Thay nước hàng ngày thì ví dụ nó tắm đục quá thay thả ra. Dạ. Thả ra thay nước mới vô. Dạ. Mấy anh này ảnh đi phân đồ nhiều không anh? Ngại đi nhưng ít lắm. Ví dụ bữa nay không đi, cái ngày mai là đi, sáng là đi 9 giờ đi cái mình. Dạ. Vô mình dọn. Dạ. Hốt đem đi chôn rồi đó. Dạ. Bỏ xong cái ngày mai nó mới. À có nghĩa là sáng khi mà dọn vệ sinh là sẽ nhốt nó trong đây. Rồi, mọi người mới vô kia vô cái chuồng lớn ngoài dọn vệ sinh xong rồi thả ra lại. Thả ra, à đúng rồi, giống như là muốn ra ngoài cây cối ngoài nó bị dính xung điện đâu phải không? Dạ. Rồi nhốt đem vô nhốt hết. Dạ. Mà đi ra dọn sạch sẽ thả ra cho à trời. Đúng rồi, phải vậy mới được chứ, chứ mà mình nói đâu có bạn như mình đâu. Ok, quá đã luôn các bạn, cái trải nghiệm phải nói là tuyệt vời luôn. Nhiều con nó dữ lắm. Đúng rồi, động vật mà dù sao cũng khác hệ nhau mà. Còn người ta nuôi hàng ngày, ta thường xuyên ta tắm rửa nó, chùi nó, ăn rồi nó. Dạ. nó thân thiện với nhau, nó dễ lắm. Dạ. Còn cái này đi cho ăn tùm lum tùm la, đâu có thời gian đâu mà chăm sóc nó. Dạ. Lại thịt cho nó ăn thôi. Dạ. Không, mà hai kiểu nuôi khác nhau, này mình nuôi mình vẫn giữ được cái bản tính của nó, giữ cho nó cái sự. Mấy con nó mập ghê không? Mập. qua chuồng ở đây gồm mấy anh này vô mới thấy sợ. Khủng luôn đó, cái anh nằm trong kia kìa, trời ơi cái đầu kìa. Khủng nữa kìa. Ôi, cái con mắt anh lườm ghê quá. Em thấy có bữa trước đi thấy báo đen, mà bữa qua báo đốm nó trốn nó ngủ. Báo đốm nó trốn đâu rồi? Báo đen báo đốm đụng được không ta? Không, nó dữ lắm. Dữ lắm đúng không? Dữ lắm, nó núp dữ lắm. Mấy anh đó là nhìn anh sát thủ á. Hôm nay lại đi chơi Mỹ Quỳnh nữa, nhưng mà có một cái trải nghiệm đó, hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn ha. Đó, kìa, có chạy ra kìa, lăn xăng kìa. Tôi làm cái đó. Lăn xăng. Xin chào. Mặt anh sát thủ ve luôn. Anh thấy anh sàng tới nè. Ê. Cắn. Nè, con anh nữa nè. Ờ, đó. Rồi anh thấy là anh ra con này bự dữ à, con này với con kia bự dữ à. Alo. Ôi ôi. Hôm kia cái đầu nó mới bự. Chứ vậy, đang đi, dắt đoàn đi công chuyện, có gì không? Trời, đang cho thú ăn, không có ra được. À, để tôi điện Phương, Quá trời. Anh này chắc đực quá ha anh? Đực. Anh Thương, Mình để ý, mình thấy hình như hổ đực á. Cái bản mặt nó tròn, nó to hơn. Anh Thương, là do con dù như bạn này bạn cái nè, thấy cái mặt nó nhỏ hơn nè. Đó. Anh Thương. Ủa, anh Cường. Anh Cường. Rồi. Con bạn cái đi qua gặp bạn đực kìa. Em là cây nè. Đè nhau giao phối cái cho anh coi coi. À, anh Cường mua giùm cái vé cho cháu em lên, em vô đi chút em ra em đưa tiền cho anh Cường. Có bài hả? Khủng luôn. À, cháu em á, đứng ngoài đó. Ôi nó ngáp kìa. Ra. Rồi.
đó là con đực. Con đực hình như cái đầu bự hơn con cái đúng không anh? Hả? Con đực cái đầu bự hơn con cái đúng không? À, đầu bự hơn đó. À, con này với nó anh em đó. À, đó nặng nặng đó, giờ vô chuồng, trong chuồng nó sẽ lợi. Ok giờ luôn. Wow, giờ đi vô chuồng bự luôn nè các bạn, vô chuồng bự luôn. Ở ngoài thấy nó vậy vô còn giữ hơn. Ok em. Ok các bạn, mọi người cũng đi chơi ha, các bạn nhỏ đi chơi rất là đông, đi tham quan nè. Đúng rồi, con đăng YouTube. Ok. Rồi bây giờ mình vô chuồng những bạn cặp to ha. Này nhỏ thôi mà nó bự, rất bự. Quay ok, là... mời các bạn vô nha. Quay cái lạnh chạy vô. Ê, Mỹ Quỳnh, Quỳnh. Mỹ Quỳnh, Mỹ Quỳnh. Trời ơi, lên cửa luôn kìa. À, lên cửa ngoài kia. Này là đang lên cửa ở phía bên ngoài. Để cho mấy bạn cọp chạy vô ha. Mình hết hồn tưởng lên cửa này chết luôn. Đó, vô rồi kìa bạn, vô rồi kìa. Cũng hơi giật á. Nó bò tới. Vút 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 rồi. Thôi ôi, lòng đã. À, vút dễ thương à. Đó, anh đực vô. Đó. Ôi ôi. Đó, thấy đực khủng quản chưa? Ôi ôi. Đó, đực khác hẳn luôn á. À, đực, đực này chắc 200 mấy ký á. 200 mấy luôn. Đó, hai con. Hai con, trời ơi. Ai, Mỹ Quỳnh, Mỹ Quỳnh, 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 Quỳnh. Này bự vậy chứ cũng chưa được bao nhiêu tuổi. Dạ. Nó ăn dữ lắm. Khỏi nói rồi, tướng tá này mà nhìn đâu anh đi hỏi là chưa thấy con nào lực mà. Đúng này, rồi, đúng chưa rồi. Thấy con nào lực mà. Chưa thấy bằng nào. Ở trong cũng... Samari ở trong trong ấy cũng chưa thấy con nào bự bự bằng cỡ này nữa. Được bự không? Có bự mà bự không bự. Quan trọng là bự mà nó lực á anh, chứ còn bự mà nó ù lì hoặc là nó mập mỡ quá, còn mấy cái này là nhìn thấy rất là lực lưỡng ha. Bàn giò nó dùng thấy khủng hoảng chưa? Trời ơi nè. Mấy bàn giò kìa. Này, Mỹ Quỳnh. Mi. Hai này cũng tên Mỹ Quỳnh luôn hả? Mỹ Quỳnh luôn. Đừng cắn yêu. À, thấy vậy chứ còn gọi là thanh niên các bạn. Thấy vậy, thấy bự sự vậy chứ là thanh niên. Đó. Trời ơi, coi cái bộ kìa, coi bộ chân nữa kìa. Nó chồm lên. Nó chồm lên là hú hồn luôn á. Hay ha, mở cửa cái là nhảy vô liền. Nhảy vô năm liền, tưởng nó đồ ăn. Ôi, giỡn hoài. Dù à, đó, thằng kia lại nằm mệt. Mệt là yêu. Ghê thiệt, công nhận đã. Nhanh. Nè, trời, quay cái góc này nè, em nó đang nằm. Bự. Bự sự. Xin chào, mấy tuổi rồi? Cái cỡ mấy tuổi ta? 4 tuổi. 5 tuổi. 5 tuổi ha. Nó 3 năm. Cái này hổ thì khoảng mấy tuổi ta bắt đầu cho giao phối được à? Nó trẻ con nó giao phối được rồi. Như cỡ này đã đầu giao phối được rồi như tới tuổi sinh sản rồi. Không nhận. Tủ này dụ cho nó hót được nè. Dạ. Yeah. À, biết hót chưa?
Đó, để chung nó với con cái đó. À, đang tập chơi. Giỡn. Ở đây là sướng, ở đây rộng rãi thoải mái. Công nhận. Đâu bao giờ nghĩ một ngày nào đó được gần đến vậy đâu. Anh thấy lạ đó, thấy lạ. Cái xe điện vô chuồng rùa rất khác nha. Cũng mấy con lạ, thấy người lạ thì nó tung. Dạ. Nó tung cũng bài nó chụp. Dạ. Mình vô thấy im ru mà sao ở trong người lạ vô, nó biết người lạ, biết hơi hay rồi. Nó biết hơi á, biết hơi á. Biết hơi làm như nó biết hơi người lạ vô cái là nó tung từ lưa. Ủa, dòm, nó dòm. Mấy con hổ đực này súng ống nó dữ không anh, sao em nhìn không thấy súng nó đâu ta, súng nó bự không? Bự chứ, nè có trứng giấy nó kìa. Em thấy bì nhưng mà không thấy súng. Đó cái súng đó cái súng. À cái súng mà ngay dưới cái bì á. Dưới cái bì đó. Ồ tính ra. Chừng nào mà ấy nó không có lỗi là dài. Mà mấy anh này chơi ngâm ghê lắm. Ngâm lâu lâu không? Ngâm lâu à, cỡ 1 phút, 2 phút, 2 phút, 3 phút, lâu lắm. Để mà chừng nào con cái chịu không được, tán nó ra. Tán là nhảy, chạy. Chạy. Trời ơi, nó vũ văn nước sình kìa. Mấy con này còn đỡ chứ, mấy con kia kìa. Mấy con kia kìa, anh lại là nó đưa cái đít ra nó tẹt. Nó đáy. Lại ngay cửa đưa đít ra tẹt. Tính ra cũng ba gai quá ha. Ba gai quá mà. Không có người nào mới hết, đang kiếm người. Công nhận. Còn mấy cái vô không? À, mặc dù là qua một cái song sắt các bạn, nhưng mà cái uy thế của cái loài hổ á, nó cũng làm cho cái tim mình nó đập nhanh ha, cũng hơi hồi hộp chút xíu. Mà mặc dù là sau cái song sắt rồi đó. Và những bạn này á, là gọi như là từ nhỏ đến lớn là được nuôi nhốt. Bé này sinh trưởng đây luôn không anh? Đó, cho nên là cái bản tính về hoang dã là nó cũng giảm bớt rồi. Nhưng mà cái thần thái của nó đó, cái thần thái và cái uy lực của nó cũng làm cho mình đứng bên ngoài này mà cũng hồi hộp đó. Đó. Còn cái này ngoài tự nhiên mà gặp nó chắc chết giấc luôn á. Hello. Lâu lâu lên thăm chơi lần nha, được không? Hai. Con mắt nó kìa. Mà anh thường xuyên trực tiếp đây hoài, lần nó sẽ quen anh rồi. Dạ. Nó sẽ thấy anh như bình thường, dạ, không có gì hết. Nhưng mà anh mới vô thì nó làm, nó dòm, nó ngó dữ lắm, dạ, liếc dữ lắm. Đúng rồi, thì nó phải có thân nhưng quen anh vô, chứ. Vô thường xuyên thì nó thấy, ờ, ông này quen. Thì nó cũng biết thân quen. Mà nghe nói anh kể là nó khôn quá trời luôn á, biết đẩy cửa, biết dùng thế, dùng thần là khôn quá trời khôn rồi. Đẩy cửa ra ngoài sân chơi là nó biết luôn á. Dạ. Tại mình nói, ủa sao mình nhốt rồi, sao tại lý do sao nó ra được hay. Mới rình coi là nó bật cửa lên, nó nằm ngửa đưa cái bụng nó lên vậy nè. Yeah. Đưa cái giò vô cái cửa, dở lên. Hay cái nó lần ra khỏi cái đầu nó là tụt luôn. Ra đây, có cái kê lên là xong rồi. Nó kê, chỉ cần kê lên nửa mình nó ra. Yeah. Đứng dậy nó đi ra luôn. Có nào đang dọn vệ sinh thấy có ai liếm đít liếm chân đâu. Không như dọn người lạ thì ví dụ người lạ thì cách hai chuồng. Dạ. Hai chuồng mới vô dọn. Dạ. Còn như mà mình quen định một chuồng cái bên đó đây mình dọn còn đó nhỉ. Dạ. Người lạ nhiều khi nó không ấy, nó thích nó quánh cái cửa văng luôn. Trời ơi đúng rồi. Tòng. Nói chứ tụi này mà tới lúc nó muốn giữ lên ông nội à. Cản nó không. Suy nhê gì nó tòng banh hết á. Bự ghê luôn á. Ok anh. À, bên này còn bạn đang nằm gần bên kia, giờ mà kéo cái cửa này là nhảy vô liền. Chạy vô tới liền. Hả? Bữa nay mở cửa chạy vô liền. Nè, hôm nay mở cửa đi. Quay sát vô coi vừa lên cửa ra nó chạy vô. Đó. Đó. Chờ vô á. Chờ vô á. Thấy bên kia được vô nựng nịu rồi, bên này vẫn vô luôn á. Xin chào. Xin chào. Ê. Này bạn cái luôn ha. Cái. Cái nó cũng hơi nhỏ con hơn đực chút xíu các bạn, với đầu nó nhỏ hơn. Đực đầu to nhìn ngầu hơn, lực hơn. À, một lứa đẻ được khoảng mấy mấy con anh? Ba con.
cho đi ra cho khách coi. Rồi xong. À xịt nước lại đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tại thấy mình đây nó không ra. À xịt nước đi ra ngoài. Cũng hay, biết cách xử lý hết các bạn ha. Đó. Muốn coi như là muốn gọi là tiêm chủng hay là điều trị, hoặc là muốn dọn dẹp vệ sinh bên ngoài cái chuồng lớn á, thì chỉ cần mở cái cửa là các bé nó sẽ tự động chui vô chuồng nhỏ. Đó. Xong rồi nếu mà muốn cho các bé đi ra ngoài chuồng lớn mà đang chuồng nhỏ để đóng cửa đó, thì xịt nước cái là chạy ra ngoài thôi. Nói chung là biết hướng xử lý hết. Trời, nãy mấy nó gãi cái nó giằng lên áo em đầy luôn kìa. Giằng lên đầy cái điện thoại luôn rồi kìa. Ê. Trời, ra nắng này đã là ít bữa nữa cái là đi cho nó vô chuồng ra ấy, sửa mấy cái sông điện này. Dạ. Sẽ cắt cỏ mấy sông điện này, tại là nó sẽ chạm, nó không có giật. Dạ. Nhiều khi nó lại người ta là tới hàng rào rồi nó bay nó chụp. Dạ. Nó vô trúng cộng dây điện này là nó phải văng ra. Dạ. Nó thấy vô tới thấy cộng điện là bể. Điện này cũng điện nhẹ, nó giật tê tê điện, cái nó sợ thôi, văng thôi. Sợ giật mình, giống như giật mình vậy. Giật mình là ra thôi. Ôi giời. Như này nó mất mát, nó không ăn điện nữa. Quá dữ luôn. À, tụi này nó sinh sản thời điểm nào trong năm anh? Lâu lâu mà nó 3 tháng mấy nó sanh à. 3 tháng mấy là 1 lần hả? Không có, mà lâu lắm mới đẻ 1 lần. Chắc năm được 1 lần quá. Năm được 1 lần. Quá phê luôn. Giờ lại cọp trắng. Lại cọp trắng nha. Lại cọp trắng nha. Ok, rồi lại cọp trắng nha các bạn. Hướng lực, dễ sợ lực luôn. Còn kia kìa mới giữ. Con này là xong rồi nó đói đó. Dạ. Nó đói á. Đói á. Đói, bụng nó thẹp á. À, trời ơi, con tướng anh kia kìa. Trời ơi. Hai con đực nếu mà nuôi nhỏ lớn là nó không đánh nhau á, còn gặp con lạ chắc nó cũng dứt á. Lạ đưa vô, thí dụ chuồng bên kia đưa qua đây thì nó không chịu, nó quánh. Quánh lại một lần. Quánh. Chứ là nó nói với nó ở chung nhau thì thời gian là nó không có bị gì hết. Dạ. Nhưng mà con khác đưa vô là nó khác, nó biết. Trời ơi, bự quá, nó đi theo mình luôn các bạn. Nó đi theo mình nè. Tân không có đàm. Nó đi theo luôn rồi. Bé góc bên phải cổng chuồng, mấy bé này làm cỡ, hổ này theo mấy bé đó nha. Về. Cọp này nó chỉ ăn thịt thôi, nó có ăn rau gì không ta? Không, ăn thực vật chưa? Bò, gà. Bò, gà. Bò, dạ. Gà. Ôi, nằm. Góc này là góc của ảnh nè, nãy nằm ở đây xong ảnh thấy người lại. Không, nó có cái là nó cũng trị hay gì, nó ra ăn cỏ. Dạ. Yeah. Em nghĩ nó cũng phải có ăn cỏ, ăn một loại cỏ nào. Giống như là nó hồi đó giống như ở khoang giả thì nó đau bụng hay gì. Đúng rồi, nó ăn mấy cây thuốc đồ này nọ đó. Thuốc rồi nó lừa nó ỉa ra. Yeah. Em nghĩ nó phải có đó. Nó ăn xong nó ói ra, ăn để ói ra đó. Hay quá. Ba cái nước bọt, nước ấy rồi. Dạ. Nó có xử lý hết. Đúng rồi. Thì trong thiên nhiên cái bản năng nó biết cây nào nó bị gì, tự trị bệnh luôn. Bởi vậy mỗi lần nó ra nó ăn là hỏi sao ăn cỏ vô ối, ối ra là ba cái bột ấy đồ không. Dạ đúng ba rồi. Cái nước chất nhờn nữa ra. Dạ đúng nó rồi. Bị bệnh hết không? Hay chỗ đó đó. Hay chỗ đó đó các bạn, trong thiên nhiên là có là cách là điều trị hết. Nó ở ngoài giả, mà giờ nó vô nó chuồng nó cũng biết tới bản tính nó vậy. Dạ. Nó thấy nó bản tính nó cũng vậy, nó cũng trị bệnh nó luôn. Đúng rồi. Ở như mình nuôi trong chuồng thì nó khác không? Ai à. Cũng bây vậy, nó cũng ăn cỏ đồ ấy. Nó biết chứ bộ. Nó mới biết. Dạ. Nó nói, ủa sao ối hoài ta, ối cỏ không? Nhiều khi mình sợ nó bệnh, ai vậy không phải. Ối ra là cái ba nước nhờ nổ trong cuộc hồng đó rồi. Nó bị rối loạn tiêu hóa đồ á. Ăn không tiêu rồi. Ăn không tiêu rồi á. Ăn đó vô đặng cho nó sạm 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 rồi, ối ra. Dạ, bài thuốc. Thuốc á. Hay, nó hay. Hay. Thì thiên nhiên nó phải vậy chứ. Hai anh. Đó. Anh này sắp sửa nhóc lại luôn nè. Là xong rồi đó, phối xong rồi đó. Vừa phối xong á hả? Phối xong rồi đó.
là nó không đụng nữa, nó không đụng nhau nữa. Dạ. Nó không thích, không phối nữa. À, nghĩa là xong cái mùa giao phối là đầu tụi nó lơ nhau. Lơ nhau. Cả đang khác là người nước. Hay quá. Alo. Mấy cái cảnh sinh sản này. Đại quân kiên cường cường vô đội điện đó coi. Cường dắt vô đội mà. Sẽ có quay lại để mà làm tư liệu đó các bạn. Cường tôi kêu cường ngoài cổng dắt vô rồi. Mình đứng nhà nào. Này mà mốt mà mấy bạn hổ mà hạ sinh á, mà mình được được vô coi cọc con nữa mới đỉnh. Cái đó, nghe mà có 400 đúng không? Sinh tháng mấy tháng nữa. Vô ẩm bạc nữa. Ồ đó. Vô coi như con nó không thích, đụng con nó không thích. Dạ. Nó tha đi không, nó tha đi nó giấu. Đúng rồi, y như chó mèo vậy đó, nhiều con là nó dễ lắm. Nhiều con nó thấy mình đụng nó thà đi chỗ khác. Ta đi vô góc hẻm nó không bỏ đâu á. Dạ. Chứ mình vô thì ngồi kế bên coi được. Mà đừng đến rờ tới nó là đâu, tới chiều rồi nó thà đi. Dạ đúng rồi, nó thấy động nè. Giấu. Cọp trắng các bạn. Hy vọng là sắp tới là sẽ có dịp quay những bạn cọp con cho bạn coi nha. Trời anh kia nằm anh cũng bự quá kìa. Ê. Cái con mắt của cái dòng cọp trắng này nó nhìn nó trắng giả, các bạn nhìn nó ngầu hơn nữa. Anh Cường. Này đúng là thỏa cước mơ luôn á. Nằm giờ là anh nghỉ mệt rồi. Mấy anh này bên kia cũng giống mấy anh cọp vàng bên kia không ta, cọp vàng bên kia không? Tính tình dễ thương không? Tùy theo con, có con thì dễ thương, thì có con nó nhát. Dạ. Nó nhát nó tung thôi, thấy mình là nó tung. Dạ. Còn mấy đứa con trắng vàng vàng mình lợi thì nó lợi. Dạ. Còn nhát là mình vô là nó tung từ lưa đó. Như cái này mình vô mình sờ giống bên kia được không? Được, kêu nó vô thôi. Dạ. Đó, đi qua bên kia. Sợ giờ là chưa tới ngày ăn nó không vô. À chưa tới ngày ăn hả? Chưa tới ngày ăn, tới ngày ăn nó vô. Vô chắc vô được con cái á. À. Kệ nó thử coi. Ê trong này cũng trong chuồng này có một con kìa. Có con tại thả không được thả hai con nó quánh. Cái với cái quánh nhau. À cái quánh nhau. Hai con nó quánh. Ví dụ giờ anh thả cái con này xong, cái mai mà thay phiên cái con này ra con kia vô lại. Trời ơi. Với nó sướng quánh, các bạn. Nhau. Phối giống được đổi máy, ngày máy này ngày máy kia thiệt tình luôn á. Sướng không? Ngày sướng. Ngày em này mốt em kia thay phiên. Quá tươi mới luôn. Mà em trắng em cái đẳng mà đi vô kế này là quánh hai thằng quánh nhau. Tại mà mới tách ra tối ok là... Bây giờ chúng ta vô chuồng cọp trắng ha các bạn, nãy cọp vàng bây giờ cọp trắng ha. Tối là con đực nằm đây, hai cái hai nằm hai bên. À đực nằm chính giữa. Đực nằm chính giữa đó. À, đồng cùng với tay cùng hai bên ha, chính giữa vip luôn. Đang xây cái đồng rọc cho cái cửa đằng trước à, nó đưa lên. Cái này là cửa hông các bạn. Cái này là cái cửa hông thông giữa hai cái chuồng á. Đó. Alo, gì lần? Cái này mà mình đẩy thẳng ra nè, mình đẩy xiên qua bên kia là mình đang mở cửa thông của hai chuồng. Chưa. Ha. Còn mình đóng kéo lại ra nè, bên đây nó có song sắt nó thông giữa hai chuồng. Đây là cái cửa ha, cái thiết kế này cũng khá là hay á, mới thấy luôn á, cửa thông chuồng. Các bạn thấy cái tiếng kêu thú của anh Sàng hấp dẫn không các bạn? Qua đây, vô. Mấy anh này có vẻ làm biến hơn mấy anh kia. Mấy anh kia tò mò hơn. Mấy kia thấy là mở cửa là tại tham ăn. Tham ăn, đúng tham rồi ăn. Tham ăn là thường là thấy mở cổng là tưởng là ấy đồ ăn. Hello. Sáng
Yêu. Bạn này là bạn cọp trắng nha bạn. Cũng là một bạn cái luôn. Ồ kích thước nè. Đây. Ồ. Vô rồi kìa. Ồ đây. Đó vô rồi. Ê. Kích thước của cọp trắng với lại cọp cọp vằn, hai con nào bự hơn anh? Chắc cọp vằn bự hơn quá. Con nào bự thì bự, con nào nhỏ nhỏ thôi, cũng ngang ngửa nhau thôi chứ. À cũng ngang ngửa. Con nào bự thì cũng bự. Dạ. Anh thấy con cọp trắng này cũng bự mà con cọp trắng con cọp vằn bên kia cũng bự vậy. Dạ đúng rồi. Rồi đi rồi, đi rồi. Đi rồi. Đi rồi, không vô. Anh nhìn anh thấy không có gì ngon lành hết trơn. Không có thấy thịt gì. Không thấy thịt thà gì hết trơn. Bắt mãn nó bỏ đi luôn. Bên kia thì có ba con nó nhát lắm. Yeah. Thấy em vô là nó nhảy lung tung, nó la sầm ở đất á. Yeah. Thôi kệ đi. Còn cũng còn con trắng bự bên đó đó. Nó đi bên kia kìa. Bên hàng rào bên kia. À, bên kia ba con, bên đây ba con. À kia ba con bạn. Ừ. Chị cọp trắng không là cũng cả chục con à, mấy con nữa. Khỏi khóa cửa luôn anh. Khóa chứ. Dẫn đây cọp trắng. Phê quá. Đó, ôi. Này. Thân dài 3 mét ta, con cọp mà 3 mét coi khủng khiếp cỡ nào ha. 300 kg 3 mét. Đây. Đây con trắng này còn không bằng con trắng kia. Con trắng kia, trắng kia bự hơn á. Mập hơn. Này là ăn nó có nửa sức thôi. Ăn nửa chứ sức. Chứ hồi đó nó nói với con kia là ngang ngửa với nhau. Dạ. Yeah. Bữa này nó đang trong giai đoạn bỏ ăn hay sao? Không phải. Mình hồi đó nó ở bên kia. Ở bên kia em dạy qua đây nó ngát, nó không ăn. Mới đổi chuồng mới, chưa thích nghi. Chưa đủ tiện nghi của nó thấy sợ. Trời ơi, mặt nó làm gì vậy? Hồ nước ở trong phía trong. Dạ. là cách 2 ngày thay một cái hồ. À. Xả nước nó ra. Rồi vô phải xịt có hồ cho sạch. Rồi vô nước lại. Nước này uống cũng được luôn. Dạ. Nước hồ đó uống cũng được luôn. Ở trong kia trưa nắng là nó tắm. Dạ. Hai anh cái rồi đó nó cũng vàng lắm mà tại đưa qua cái nó nhát này nhát. Cái này mỗi lần mà muốn chuyển chuồng thì mình sao ta? Lùa nó vô lòng hả? Vô lòng. Mình dụ nó vô lòng, sập cửa xuống mình chuyển đi. Dạ. Tốn cũng tốn nhiều nhân lực à. Đúng, cái lòng để ngay cửa. À coi như lùa nó vô một cái đóng lại thôi. Bỏ thịt nó chạy vô sập cửa xuống. À, dụ dẫn dắt. Vô bãi dính bãi rồi. Dính bãi rồi bạn ơi. Đó này thấy nè. Kia là tơ nó làm cái rút à. Nó chưa được trưởng thành, nó nhỏ à, đó chứ anh thường thường mấy thằng mà mập lên chút xíu. Đó mẹ. Vừa thì nó bự. Đâu mà mập quá thịt không có đâu có thấy gì đâu, gầy gầy thầy ngớm. Đã chắc là vô tới lúc mà sinh sản, mùa sinh sản nó mới gọi là nó chơi da mạnh. Anh giờ thấy chơi đã lên nó hốt cái nằm trên đó luôn mà con cái nó xuống rồi nha, cái thả ra cái lăn lộn làm đã. Phơi kiểu phơi nhãn ớn à, phơi vô phối mà tụi nó vô nó hợp tác không ta? Nói hợp chung đó, tới mùa nó lượn đực là con cái nằm xuống hả? Con cái chạy nằm mập đực leo qua. À, quất là nếu mà con cái không có nằm nó không cho là lại tao nói là nó quấn. À con cái nó quấn luôn. Quấn luôn, quấn mặt luôn. Đúng rồi, nó giữ như cọp cái mà. À, nó chịu thì tự nó chạy nó nằm xuống cho mình coi. À. Cả một cái quá trình nó bao nhiêu phút anh? Ví dụ như ve vãn rồi giao phối không, nhẹ lắm. Ví dụ con cái chịu là nó chạy lần nằm liền lên quất liền. Quất liền cái là xong luôn á hả? Tích tắc là luôn. Một phút, hai phút sau là nữa. Một phút, hai phút sau. Nó cho nữa.
vui lắm. Còi đâu mới đã. Nó lại nó dùng đực đi không? Nó ve 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 ngay đực đực giờ cái nằm xuống rồi đực leo lên quất. À. Quất xong rồi cái đực nằm nó hoài cái cắn cổ rồi cái phê rồi xuống rồi đó thả ra. Cái dí cái lăn ra nằm nữa. Lăn ngã ngớn hả? Con rặn. Xong rồi cái con cái muốn chơi nữa, đi với lại ve nó nữa. Gì mà chơi hai cái liên tục luôn hả? Chơi hai cái luôn. Rồi. Cái anh này bữa em đi thấy cũng nằm ở đây nè, góc này của nó. Ở đây bao nhiêu cá sấu lần anh? Cái này là cái này là ổ của nó hả? Ổ của nó luôn hả? Nó nở cũng nhiều lắm. Nó nở nhiều lắm, nở con nhiều lắm. Rồi mình cho nó sống theo kiểu tự nhiên đây luôn. Hả? Thả xuống này cho nó ăn. Thả này cho nó ăn luôn, tự nhiên luôn. Tự nhiên. Con nó hồi đó nó lên đây lên kênh đó, con nó nhiều lắm. Con nhỏ cái đó là cái ổ của nó đó, đó mấy nhiều mấy đống đất đó là ổ của nó đó. Nó giữ ai mà lại gần là nó bay lên cái ổ giật. Giờ anh không nói anh vô hôm qua thì nó ở dưới này phải không? Yeah. Cái mình lại ngay cái tấm tôn là nó bay lên liền, nó bay lên nó chập liền bay cái quánh cửa đùng đùng luôn á. À. Hồi cá sấu thì hơi ghê ghê. Hơi ghê ghê. Đụng nó tá táp cái cửa đùng đùng luôn á. Anh hỏi giùm em cái thằng Khánh Ân đó nó sinh năm bao nhiêu anh? Mà ở đây bao nhiêu cặp anh? Hả? Ở đây bao nhiêu cặp cá sấu? Hai mươi mấy con. Hai mươi mấy con? Hả? Hai mươi mấy con hả? Hai mươi mấy con. Dữ. Đực chắc là mười mấy con à. Đực mười mấy con. Đực mấy con bự, mấy con nhỏ nhỏ con cái nè. Dạ. À này con cái hả? Ờ con cái, con đực nó bự lắm. Ok. Thôi vậy mình đi tiếp. Đây. Giờ qua Tây Giác à? Giờ qua Tây Giác đi. Ok các bạn, hy vọng là đi giờ ghé lại ngựa trước đi, ngựa xong qua Tây Giác. Ngựa, ừ ngựa đi. Dạ ok anh. Anh dẫn đoàn nha. Không biết là tiếp xúc gần được hay không, mình đi cùng mình cũng vô. Dạ mình vô trong đó. Nhưng mà đi có gần được bao nhiêu thì được bao nhiêu. Dạ ok, tùy phản ứng của bé nó. Coi nó hợp tác không. Còn nó không là hợp tác thì nó nhảy xe bye bye thôi. Mình cũng vậy mà. Cô gái đồ này nọ coi coi có chịu không, mới sáp vô chứ sáp vô bậy bạ ăn tán á. Mình cũng vậy, mình gái đẹp đẹp thì mình vô hút liền, còn đi đấu chạy liền chạy trời, né liền thấy né liền. Bây giờ mình đi qua bên chuồng ngựa hả các bạn, ngựa vằn chứ không phải ngựa thường nha. Con gái chết ông mấy anh trai chết hết tiền cái gì mấy anh gái đẹp á. Hello em. Ở đó là hello anh. Ok anh. Ở đó là Tây Giác bên đó. À Tây Giác ở đó bên à, bên đó đúng rồi. Bên đó là có một con dễ lắm. Tắm vô gờ bụng nó cái là nó nằm xuống đi. Bởi em thấy bốn con là hai cặp hả? Hay là hai cặp. Tụi nó chống chung nhau hòa thuận. Không. Có hai con thuận, hai con không thuận. À. Hai con nó không thuận, bởi vậy là anh qua là có một con đi riêng một mình nó thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái bản tính của cái giống loài Tây Giác là nó hung không ta? Hung, hung lắm. Hung lắm à. Dí chạy hoài gì. Vô mà vô thí dụ mình vô đừng có la hay lấy cây mình dí gì rồi mang hai là chết với nó. Dí. Bên kia có thiên nga nữa ha, có hồ thả thiên nga. Thiên nga đó, thiên nga đó. Thiên nga đen á. Mới thấy. Đi qua đây đi đường bên đây. Có lại coi mấy con sóc con ấy đâu nè. Sóc hả? Sóc với dạ. Cây mật, cây hương đâu đó. Dạ. Mà mới vòng qua ngựa. À xong rồi đó mới vòng qua ngựa. Bởi em thấy mấy khỉ mà khỉ chắc dữ á. Khỉ dữ. Khỉ dữ á. Khỉ đây khỉ ấy không. Khỉ kêu mình khỉ gì đâu không. Có mấy con khỉ đít đỏ rồi nữa không. Ừ. Có hai khỉ đít đỏ. Mấy anh đó thấy dữ á. Coi chương trình thấy chiến đấu ghê á. Hàng rào vậy mà anh lại rung cứ sợ không rung âm. Bữa em đi kìa có hai ba bạn gì đó sống ra ngoài á. Nó làm thấy ghê luôn. Các bạn nhỏ đi chơi rất là nhiều ha. Hôm nay là ngày trong tuần thôi đó. Bên hung. Mãn, mãn. 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 Mãn chuồng từ đó tới đó. Dạ. Từ đầu đó tới đầu này nè. Dạ. Ở đó có cái đường đi vô. Để trứng luôn kìa. Ồ có mấy con siro cơm. Gà đen. Hello em. Đây cây mực. Cây mực. À cây mực nè. Này sách đỏ nha. Đó là 45 con trong đó đó. Mấy bạn này dữ không anh?
Dữ. Dữ. Dữ lắm. Có đẻ một con. Có đẻ được một con luôn. À, con, à đó con nhỏ kìa. Con nhỏ đó. Giờ này anh nằm anh ngủ không? Nằm ngủ. Bên đó có hai con nữa. Hai con đó ở chung. À bên này hai con. Sắp ở chung với sắp. Cái này là sách sách đỏ nha các bạn. Sách đỏ. Buôn bán vận chuyển đâu là mệt mỏi nha các bạn. Hai con này là dạng nhất. À hai này con ồ có sóc nữa kìa, sóc sóc đen côn đảo phải không ta? À, sóc đen đen á. Sóc đen á, sóc đen côn đảo á. Hai con nó dạng lắm. Hai này đâu phải cày mực. Không phải cày mực kia mừng gì á. Cày mực đằng kia. Hai mày kêu mừng con gì quên nè. Này cày hương hả? À, trồng hương, trồng hương. Hương, trồng hương, trồng hương á. Hai con trồng hương. Thơm á. Thơm. Mình mẩy nó thơm á. Nè mấy anh này là mấy anh gì? Vọc vượng gì dọc, đúng không? Dọc, này vọc. Dọc. Dọc. Hai con dọc. Thì đây giống như sở thú này cho mọi người tham quan, nhưng mà ở đây giống như một cái điểm gọi là nuôi động vật hoang dã để bảo tồn ha các bạn ha. Cái này toàn là sách đỏ không á. Đây hai con. Mấy anh này là anh hú dữ lắm đúng không? Con vượng mới hú. Con vượng mới hú à. Con vượng mà tôi bằng chứ quất. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chạy ghê lắm đó. Ở này. Ở ngoài có hai ba con. Dạ. Nó chạy nó kêu mà chiều chiều nó kêu giống chứ quất. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ở đó em học kế bên sở thú á, chiều nào cũng nghe anh kêu á. Ê. Tôn Ngộ Không. Cái mặt anh nhìn, công nhận cái mặt của anh nhìn dữ. Mà cũng hiền, không có ai. Bên này là câm. Câm. Câu. Ok. Giờ mình dầm vô trong đó, mình dầm vô đó lại heo rừng. Theo rừng cái mình chạy ra chuồng ngựa vô cái sông luôn. Dạ rồi, rồi ok. Vô tê giác luôn. Ok anh. Quay phải quay cho đủ hết luôn cho nó dạ, tổng đúng bộ. Rồi. Hôm nay mình đi gần hơn nữa mà. Đây công. Công. Công bữa em vô rồi. Bữa vô nguyên cái chuồng lớn chim cò công bên kia luôn. Mình lên TV có quay mà có thiệt. Có dạ. Người ta mới quay không có sao quay. Đúng rồi. À, còn ngựa vằn nè, ngựa vằn cũng hấp dẫn nè. Đó, cò đỏ kìa. Đâu? Đó, 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 hai đưa vô trống, hai đưa vô đúng trống. Đúng rồi, bữa nãy bữa cái bé... Ôi! À, thấy không, thấy không? Anh thấy hai cò đỏ không? Bữa mình có gì vô đây rồi mà mình chưa gặp con cò đỏ màu đỏ đẹp quá đó các bạn. Hèn chi bữa em cái bé hướng dẫn viên mới nói đó anh có gặp cò đỏ chưa, mình chưa gặp á. Mình muốn tiếp xúc gần. Chút để vô sát động, mình sẽ tiếp xúc cho gần chút. Mình gần luôn, gần được luôn hả? Đâu, mình đứng ở dưới, mình lên trên. Ok. Đẹp đó, quá. Đó ấy là tùm lum đó. Chích cồ. Chích cồ tùm lum các loại. Trong đó là thiên nga. Ờ con gà lôi trắng nè, bởi mấy nè, công nè. Công. Đó đó, hôm nay giờ thấy là đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Đó, cò đỏ đó là hai con đó cò đỏ mắc tiền nhất á. Đẹp quá. Có hai con anh. Có hai con, nhập về hai con. Nè nè nè. Là khỉ. Khỉ nè, mấy anh khỉ nè. Đấy, đó. Mấy anh khỉ nè mà đi mà chắp tay vậy thì sợ lắm chứ, cầm cái cây á, nhắm cái chạy mất sắc hết không. À mình chắp tay vậy là nó sợ hả? Sợ, sợ. Nó bắn tưởng mình giấu đồ chơi hả? Bắn. Sợ mình bắn đó. Khôn lắm chứ bộ. Đây nè, nhảy nhảy đầu đây nè. Đây, đây trên lùm cây nè. Đó, nhảy từ lưa đó. Này là khỉ đít đỏ nè. Khít đỏ bên kia. Ok kia hả? Chứ con này thấy đít nó cũng đỏ đỏ nè. Không, không phải khít đỏ nè. Đỏ này chưa đỏ lắm hả? Chưa, đỏ này, này, khít đỏ nè. Nè, nè, nè coi. Hồi bữa em để vậy nó chụp ngón tay em kéo vô luôn á. Ôi, rung rồi, rung rồi, rung rồi. Đó, đó, khít đỏ. Nào rung ghê hả? Ờ, nó rung vậy đó. Đó, 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 đó. Ơi. Đó là khít đỏ nè, nó nè. À, này mới khít đỏ nè. Đó, con một con trên đó nữa đó. Coi, coi bên kia kìa. Hồi coi này bữa mình coi chương trình Thế Giới Động Vật á mà gọi là hai đàn khỉ đít đỏ ha, bắt đầu nó dàn trận, nó quýnh lộn, nó giành cái nguồn nước đó các bạn. Coi như là tụi nó quýnh dữ dằn luôn á, có tổ chức chia phe rồi. Ừ, mày làm thấy ghê vậy.
Dữ lắm. Dữ con này này xảy ra bắt lại. Dạ. Nhốt đó, dữ lắm. Này muốn bắt chắc phải dùng thuốc mê quá. Đền cũng sụp vậy đó cho vô. À vụ đồ ăn ha. À vụ đồ ăn rớt này xuống. Canh đặt đặt lục. Cái mặt anh này anh dữ. Mà như nó còn bự con nữa. Anh kia nằm trên kia. Khỉ này có sinh sản không ta? Có mà cũng chết thôi. Chết hết, khó nuôi. Khó nuôi. Nó ẩm đi chết không? Ẩm à. Mấy con ngoài nó đẻ đấy bụng. Đẻ dạ. Mà nó ẩm đi, nó ẩm mà tới chết nó còn chưa bỏ nữa. À. Hôm nay anh lèo. Xe điện vô chuồng rùa nó khách luôn nha. Ai lê. Hey. Thôi hai bạn được ở chung nhau hả? Con cá chết rồi. Cá chết rồi. Anh gọi anh con. Hello con. Anh con ơi, anh con. Hello, hello. Nhìn cái bàn tay kìa các bạn. Bàn tay y che con người luôn á. Tè luôn. Trời, gì kỳ vậy? Bàn tay ha. 5 ngón, có ngón cái, 4 ngón kia. Có móng tay đàng hoàng, ngón tay như là ba khớp y chang con người luôn đó các bạn. Bởi vậy nó rất là linh hoạt trong việc sử dụng công cụ á. Đó. Bắt chí bắt ve gì. Này thức ăn là gì anh? Bí đỏ hả? Bí đỏ. Chuối. Chuối bí đỏ. Có cám có gì không hay là trái cây đâu? Trái cây thôi, nói chung là cái trái cây thôi. Dạ. Này này phải đổ, này đâu phải đổ bê tông nữa ngon. Đúng rồi, này phải đổ bê tông. Từ từ. Chưa tới, làm chưa kịp. Chưa kịp. Thì mình phải chăm chút vậy đó. Cứ thấy đổ nào không ổn mình cứ làm lên. Đổ bê tông là nó sạch sẽ, nó nhiều khi mình cũng dễ dọn. Dạ đúng rồi. Ủa, nhỏ cháu em có vô anh Cường. Thứ nào đâu. Le le dịch trời rồi. Như là chuồng này heo rừng thì phải nè. Bữa anh đi nhớ. Anh đâu ở đâu anh Cường? Quê không? Các bạn nãy giờ ở nhà làm coi clip với mình đi vòng vòng Mỹ Quỳnh Safari, các bạn có thấy hấp dẫn không? Phê không? Thì có thời gian thì dẫn các bé ở nhà lên đây chơi ha. Rất là nhiều chỗ tham quan. Có thể quay quần, thì nhớ đem theo hồ bơi nha. Đằng bên kia có một cái công viên nước cho các bạn nhỏ, người lớn luôn, có cái hồ bơi dành cho trẻ nhỏ luôn. Cái độ sâu rất là an toàn ha. Rồi có dành cho người lớn luôn. Rồi có cái khuôn viên để mà mình có thể đem đồ ăn theo cắm trại rồi ăn uống rồi ha. Thôi chắc đứng ngoài thôi, cái này vô trong nó lầy lắm. Lầy lắm. Mình cũng có một lớp xi măng á. Dạ. Này vô nguyên đàn nó ủi mình cái mình té chổng gọng mất cái mắt không cười. Không ấy. Mở kịp. Này các bạn này được ăn cám ha. Bạn này bạn này bị thấy thú quý mà được cám. Thôi không vô đâu anh. Nó hơi lầy quá. Với lại mấy bạn này cũng đâu đụng được hả? Không. Nhìn gần gần nghe thôi. Ok, mở cửa chuồng vậy là vui rồi. Không nên làm cho các bạn hoảng sợ. Ủa có chuồng chim đang mở cho chim. Nè như vậy này có mấy bạn chó nè đúng không? Chó. Bữa em cũng đi em tất cả các góc ngách luôn rồi. Chuồng này nếu mà bình thường nuôi gì ta? Để nuôi mấy con khỉ lằn đẳng đó. À chuồng này bình thường nuôi khỉ. Mỗi một lòng vậy hai con. Còn cái này là để cái giống như sổ theo dõi sức khỏe hay là tới cây để trên đây. Để trên đây rồi nó thò. À đây. Có lỗ đã chế cái lỗ rồi. Đây nè các bạn. Có cái lỗ này để thò tay ra thức ăn. À ăn xong. Trước em không biết, em tưởng đây là để mấy cái sổ để theo dõi sức khỏe rồi này nọ. Ở dưới nó dơ, còn để vậy nó sạch, vừa sạch mà vừa dễ dọn nữa. Hay, cũng hay. Đây là một đàn chó Phú Quốc. Đây đàn chó Phú Quốc nè, bữa có đồng ở đây nè. Lăn xăng tháng nữa là tháng hay tháng cho ra giữ nhà được rồi.
ra thì mấy gà chết chứ nó. Đúng rồi, mấy anh này anh chụp bắt ghê lắm. Đã có con anh ngầu trong tới chết. Ở nhà em nuôi chó bú quất á, mà mấy cái con bọ hung á, nó bay mà nó bay nó chụp theo được luôn. Tôi khoái mua nuôi mấy con chó mặt có chút xíu vậy nè. À, chihuahua. Dễ thương. Mấy con chó đó giữ nhà cũng ngon lắm. Cắn không lại ai nhưng mà miệng lớn. Là miệng nó lớn. Cho thêm một chiếc xe điện vô dùng rùa rất khách nha. Rồi, này là gấu mực các bạn. Cây mực. Ơ, cây mực các bạn. Cây mực. Đó, đang nằm nè. Ôi, nhìn đây mới thấy đẹp ha. Gần. Nhìn gần. Vô cổng được vậy? Vô được không? Được, cái bên. Ok. Mở đây. Nó cũng dạng đó, đâu có gì đâu. Dạng hả? Nè. Đừng chọc nó. Chọc nó giữ. Trời ơi, bự ghê các bạn. À, nè. Bự á. Tưởng nhỏ chứ bự á. Ngoan ha. Cũng ngoan, lành. Ăn chuối á. Cây mực. Giống mấy con đằng đằng á. Đẹp. Bù xù á. Bù xù á, lông mà bự á. Đẹp chứ bộ. Đuôi như phòng bự ra, y như là tụi loài cáo á, hồ ly rồi á. Này có sóc nữa mới ngon. Sóc nuôi sóc nữa mới ngon. Sóc hả? Sóc có mấy cái sóc nhỏ mà dùng tay dùng chân như này rả nó bu tùm lum tùm la đêm vô trong đó đó rả bu lên rả nữa mà nó cạp cạp rồi mà nó bắt chuột ấy ghê lắm à. Đúng rồi, nó được giỏi về cái bắt chuột. Hay lắm, chỗ nào có nó thôi, chuột không có đâu. Không có luôn. Anh này có vẻ nhút nhát quá ha. Thì anh này cũng để đằng đẵng mà nó cứ lộn cứ lộn chuyển ảnh ra một chỗ lại quánh người ta từ lừa đó mà. À, là anh này là đại ca quýnh người ta xong rồi bị nhốt riêng ra hả? Nhốt riêng ra, đưa chung là nó quýnh người ta, với người ta nó quýnh không à. Mới cho ở ảnh ở một mình ảnh thôi. Đó, ba gai ba trợn cho mình vô đây luôn. Hồi đó nó quýnh lộn nhau mà trầy đuôi, trầy mình mãi lụm ra, nó nhốt riêng ra nó mới đẹp vậy đó. Dạ, nay đẹp rồi, nay đẹp trai lại rồi. Ba gai ba trợn quá mà. Lại đẳng là dí mấy kia quýnh. Cái này nhốt cặp cặp chắc nó đẻ hết chứ gì. Ừ, nhốt cặp nó đẻ hết. Đẻ bình thường. Hay quá trời. Tại vì là nó có lộn đâu có bỏ cặp được. Dạ. Nó lộn trầy trùa đó, không thuốc men tùm lum. Mặt này vẫn rất là đề phòng ha. À. Nhưng mà nói chung là cũng tinh thần ổn. Không có bị nhát. Không có sồn sồn lên. Nhưng mà cái trạng thái tinh thần rất là đề phòng. Bự quá. Ok anh. Bên này là khu vực chuẩn bị đồ ăn rồi đúng không? Đây là bên đây là thức ăn. À, thức ăn. Đây là nhà phân phối thức ăn. Nhà phân phối thức ăn. Cỏ là củ nai. Nai tê giác. À, nai tê giác ăn cỏ này. Cỏ này. Bí, ăn bí là nó bí đang chặt em đó. Dạ. Cỏ này mình tự trồng luôn chứ hả? Mua anh. Mua hả? Ờ. Dạ. Em mua xe chở lại. Dạ. Ồ, có bạn bạc rê nữa. Được không anh, vô được không? Được. Có dứt không? Không có đâu. đang chuẩn bị đồ ăn đó các bạn. Thì nãy giờ mình đi là mình thấy khỉ nè, gấu mèo nè, rồi cái gì nữa ta? Rùa nè. Nãy mình thấy gì đều ăn bí đỏ hết ha, bí đỏ mua rất là nhiều luôn, chuối. À. Chuối này hay cho tao giác. À, ok anh. Đó, chuẩn bị khay nè, quá trời nè. Bọc đựng được. Có hạt này, hạt hướng dương nữa, này chắc cho chim quá. Hạt bí. Hạt bí á, hạt bí chứ lộn. Này đem đi cho chim anh. Chim anh. Chim về. Chín. Coi như là một ngày ở đây là cũng một đống thứ công việc đó các bạn. Tiếp nước. À đây. Ok anh. Tủ này chắc là tủ chữ thịt cho cọp rồi nè.
Không có, tủ này là tủ để thức ăn nè, như đồ đũa, đồ que. À, đồ đũa, đồ que. Là cho nai, hu, đồ ăn, heo, dạ, dạ, đồ dạ, đó. Dạ. Đó. Này máy băm cỏ anh? Này máy băm cỏ. À, băm cỏ, cỏ này là cỏ vôi đúng không? Ừ, cỏ vôi. Cỏ này bò ăn luôn nè. Bò, bò sữa luôn đó. Dạ đúng rồi. Đó cái nhà. Này là bò là như đầm sen cũng lấy khu vực này luôn. Dạ. Đó nhà em có nuôi bò. Bò sữa. Bò sữa. Ở chợ tự trồng luôn. Cỏ vôi này. Bây giờ mình để đi qua chuồng ngựa đúng không? Chuồng ngựa có vô chuồng này không? Vô chim công ngựa nè. Thôi chim công bữa coi rồi ha. Coi rồi, vô coi rồi. Qua chuồng ngựa đi. Qua chuồng ngựa đi. Tại nếu mà mình vô mà mình đụng được mấy bạn cò đỏ hồi nãy á thì mình sẽ vô ha. Nhưng mà mấy bạn cò đỏ đậu mút cho trên cao rồi. Mình lên mình quay rồi cũng không có được hấp dẫn lắm thôi, vô chuồng ngựa đi. Con ngựa vằn cũng là cái con nó rất là ấn tượng sâu ở trong mình luôn các bạn. Ê mà vô hơi vô tê giác cũng hơi xinh nha. Xinh hả? Ok. Hy sinh luôn. Cũng hơi xinh. Tê giác thì em ok được, nhưng mà mấy bạn heo rừng thì tại đông quá. Vô mà một con chạy lùa một cái chắc mình no luôn. Đây là chuồng chim. Chuồng chim. Bữa em vô em quay bên đó cũng kỹ lắm rồi ha. Có giới thiệu về gà lôi rồi chim công, bồ câu. À, chích cò. Đáng lẽ là chuồng đó đáng lẽ chuồng ngựa rằn, đáng lẽ gì chuồng của chuồng khu cao cổ. Khu cao cổ. Bữa em nghe nói khu cao cổ sắp về đúng không? Sắp về. Là chuồng của nó còn chuồng của nó đó. Ồ là hết đang trên tàu, đang chuẩn bị giấy tờ để nhập về đúng không? À. Lên nữa sẽ còn lên nữa. Nó sẽ còn đây. Lên có nghĩa là Mỹ Quỳnh Safari vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, vẫn đang tiếp tục coi như là xây dựng thêm những cái mẫu chuồng, rồi cải tạo những cái mẫu chuồng và nhập thêm thú về. Ha, có nghĩa là đang trong vẫn còn tiếp tục phát triển nữa. Ok các bạn, cho nên là lần tới sẽ nhiều thú hơn, sẽ đi tiếp nữa. Bây giờ mình vô ngựa vằn. Ngựa vằn cũng là một cái con vật tượng trưng cho hoang dã ha. Đó, tượng trưng cho thế giới hoang dã. Và mình cũng rất là hứng thú luôn. Vô luôn, vô luôn. Đó. Đây là cũng trải nghiệm lần đầu tiên luôn. Đó, rất là đẹp. À, vô tới đâu được, tới đâu tới đó, nó chỉ chạy thôi. Ok các bạn, đi theo mình ha. Từ từ, từng bước một thôi. À. Tại vì bé nó cũng nhát. Đó. Thì anh Sang cũng nói là mình sẽ tiếp xúc gần được tới đâu hay tới đó luôn. Đó, cũng đi từ từ thôi. Ừ, có cái giếng nước sạch cho bé nó uống đó nè. Hồ nước uống sạch sẽ. Ok, cẩn thận bước chân nha. Đó, nó sẽ tung chạy. Có một cặp hả anh? Cặp. Đây, cỏ, cám, thức ăn của nó ăn hàng ngày. À đây. Đây. Đây là cỏ dôi hồi nãy trong ra. Kia đó, băm ra đó, để cho hai bé nó ăn. Cỏ, cám đồ chung với nhau là nó hai ảnh sang. Có thẻ đeo lỗ tai đàng hoàng ha, có nguồn gốc đàng hoàng á, nhập khẩu là này nọ đó. Khu cổ là mai mốt là nó sẽ nằm đây. Ở đây luôn? Nằm, khu vực này khu vực của nó. Dạ. Cỏ cây, tại nó là cao cổ, là cho ăn là ăn ở trên lầu. Tại nó cao cổ, thức ăn phải lên trên đó, là tại nó cao cổ, nó đâu có khung được. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là mốt khu cao cổ sẽ ở chung với lại ngựa vằn. Ngựa vằn đưa qua bên kia. À, ngựa vằn đỡ qua chỗ khác, đúng rồi. Em nói khu cao cổ á, là cái thức ăn của nó là lá me, lá phượng. À, mình phải treo lên, mình treo cây dạ. Treo lên đó. Dạ. Với mình trồng đây nhiều cây me, cây phượng, cây keo đồ á, là đó là thức ăn của khu cao cổ. À, mình lên trên đó, mình cột cái cây cái mình đưa ra, rồi nó trồm lên, nó ăn thôi. Dạ, dạ. Ok. Phê các bạn. Hôm nay được thấy gần những cái bạn ngựa vằn hơn, rất là gần luôn. Ngựa vằn thì nó có những cái mình nghĩ á, này mình nghĩ thôi, những người những cái bộ tộc ở trong rừng á, ở bên châu Phi đồ này nọ đó, thì người ta vẽ những cái họa tiết trong những cái lễ hội á, thì chắc lấy nguồn cảm hứng từ ngựa vằn á, các bạn nhìn thấy giống không? Trên mặt, trên đồ nè, trên người nè, đó. Có nghĩa là ngựa vằn thì cái nền trắng, vẽ những cái hoa văn màu đen. Còn mình thấy những cái bộ tộc đó thì người ta cái nền đen ha, người ta vẽ những cái hoa văn trắng lên. Đó, có cái nét tương đồng ha.
Cool. Không, anh dùng đi, em chưa. Thì đối với ngựa vằn thì mình chỉ tiếp xúc gần được tới đây. Hả? Có vô ông rùa chưa? Chưa, bữa em cũng tiếp xúc bên ngoài, lát em sẽ vô chuồng luôn. Vô chuồng là khẽ đụng ông rùa, với kề cận với nhau là mới giờ mới hứng thú. Dạ, đúng rồi. Chứ mình giờ ngoài mình chụp cũng đâu sao đâu. Em có một con Adapra giống vậy nhưng mà sai bằng phân nửa, có mấy con trên này thôi. Ok các bạn. Con này là có số trên nữa, số trên cái màn của nó luôn á. À đúng rồi, nó phải có giấy tờ đàng hoàng, phải có số quản lý. Cái theo như anh Sang giới thiệu thì cái khu vực này á, sắp tới có nghĩa là có nhập gì quên này, hươu cao cổ, thì đây sẽ là cái chuồng. Khi mà các bạn hươu cao cổ về các bạn sẽ được ở đây. Còn các bạn hai bạn ngựa vằn này á, là sẽ được chuyển qua chuồng kế bên. Đó. Thì các bạn thấy đằng kia có cái lầu kìa. Sau này khách tham quan á, sẽ được đi di chuyển lên đó và cho các bé nó ăn. Tại vì hươu cao cổ thì nó cao cho nên mình đứng trên cái lầu đó mình sẽ đút cho các bé nó ăn được. Hấp dẫn ha các bạn ha. Xây chuẩn bị sẵn rồi, giờ đang chờ thú về thôi. Đó. Ok anh. Cái đường này ra thì nó hơi lầy chút, tháng mưa thì tháng nắng thì nó hơi sạch. Dạ. Tháng mưa thì chịu khó chút. Không sao. Vậy nó mới đúng. Đó là mốt cây đồ cối rồi bẻ lộn lại cái thọt vô cái cây đưa ra rồi chồm nó sẽ ăn. À. Đó. Nó tạo là tạo vậy đó. Là cây thọt ra cột vô cái cây cái đi ra ngoài là thọt ra ngoài là nó tự nó ăn, tại nó cao cổ quá rồi. Đúng rồi, nó đứng như nữa. Nó đâu một cặp hay nhiêu anh? Không biết cái đó. Hay mấy cặp. Thì theo mình biết á, theo mình tìm hiểu á là hươu cao cổ á nó ăn lá me nè, lá phượng nè, lá keo nè. Ở trong đây có trồng sẵn nè. Ăn mấy cái lá này nè các bạn. Đó. À, nãy mình vô rồi mấy bé nó nhường chỗ rồi giờ mình ra nó vô lại trong đó mát. Ok. Ngựa vằn. Giờ đi xuống hồn rùa. Hồn rùa rồi vô tê giác luôn. Dạ ok. Hôm nay mình sẽ được tiếp xúc gần với lại những bạn Adapra rất là bự ha. Hôm bữa là mình chỉ đứng bên ngoài chòm cái tay vô thôi. Thì cảm nhận là những bạn rùa đó rất là thân thiện luôn. Thì hôm nay mình sẽ được vô thẳng trong chuồng luôn. Sẽ được đụng chạm luôn. Rất là bự. Nói chung là thấy qua hình ảnh những bạn rùa bự đó là mình thấy nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay sẽ là được vô trực tiếp luôn. Quên. Hôm bữa mình nói trong clip mà sáng nay mình đi gấp quá mình quên mất tiêu. Nói là cầm bịch VIP lên để cho mấy bạn rùa ăn. Mà cuối cùng đi sớm quá quên luôn. Thôi lần sau đi tiếp sẽ còn lên nữa ha các bạn ha. Đó. Gia đình có con cái đồ nhỏ ha. Có bạn nhỏ kia ngồi đằng sau nhỏ xíu luôn kìa. Cũng đi theo cha mẹ đi chơi. Đó, mướn xe đạp đạp quá dễ thương luôn. Đây là cà phê. Quán cà phê. Nói chung mình tới Mỹ Quỳnh Safari thì cho mình cái cảm giác khá là tự do ha các bạn ha. Có nghĩa là giác nằm. Từ giác bên kia. Đang nằm á. Đang nằm nghỉ. Có nghĩa là ở đây có cái khuôn viên rộng rãi, có thú, có cảnh quan. Thì các gia đình tới đây chơi là có thể tự do khám phá, có nghĩa là đi tương đối là tự do. Mọi người có thể đi chơi cùng nhau, đem đồ ăn theo nè. Nhà này mình thấy đem quá trời đồ ăn nè. Hồ cái thôi cũng quay rồi chứ. Em quay rồi, hỏi coi em quay rồi. Đi. Chơi mệt rồi có thể kiếm một cái bãi cỏ nào đó rồi trải bạt ra ngồi cắm trại ăn uống nghỉ ngơi. Toilet thì ở khắp mọi nơi, ở đây rất là rộng cho nên là toilet rải khắp mọi nơi luôn, rất là tiện lợi. Đây là chuồng quẹt Macau. Kép xanh đây.
Hả? 5 bạn. 7 bạn. 7 bạn lần, à, 2 bạn dưới này nữa. Đó, ăn uống, ăn uống. Ăn chuối với hộp hướng dương. Hả, à, chuối với hộp hướng dương. Cái máng xanh là máng nước, đó, đang uống nước. Máng xanh là nước, đang uống nước. Con này là ăn cái ăn hộp hướng dương với chuối. Đúng rồi, ăn trái cây, ăn hạt. Với hạt bí đâu đó các loại. Dê, này dê. Là dê. Ôi, dê con. Dê, dê rất là thân thiện à. Có hai bạn nhỏ xíu bên kia luôn, di đồng luôn kìa. Hả? Ôi, phấn khích dữ. Ok, vô chuồng dê luôn nha các bạn. À, vô, vô, đưa ra, vô đây, vô đây. Các bạn xích lại. Dê cụ. Đây cũng ăn bí, dê cũng ăn bí. Ôi, anh này nhìn ảnh điệu đà quá. Ôi, dê con kìa. Wow. Bắt nó được không anh? Chụp tấm hình mới được. Được, được. Chụp nó đó. Mấy anh này sừng to quá. Ôi ôi, về thấy ghét thiệt. Chụp cho anh tấm hình. Dễ thương. Kêu cái gì anh đây? Ba ba ba. Ba ba ba. Nó làm gì? À, trời ơi kêu cái ghê. À. Ba ba ba. Kêu cái ghét. Đây anh thả xuống. Ủa, dê mẹ cũng có sừng luôn á anh? Có. Đực cái đều có sừng hết? Có sừng hết. Cái, ê đực thì có râu. Có râu, cái cũng có. Có cái râu có râu không ta? Có râu hết á. À vậy là có sừng có râu hết chứ không phải là riêng đực cái. À, dê núi. Cái này dê núi hả? Dê núi. Rồi. Ồ, dê con dễ thương quá. Dê con dễ thương quá. Đẻ nó ngoài nhiều đó. Đẻ ngoài kia đó. Dạ. Ở ngoài bắt vô đây mới đẻ. Ăn bí. Ăn bí. Vài bữa nữa em cũng được ngày em nó tặng cho con dê đực, dê mini giống vậy nè. Dê đáng lẽ gì dê không phải là ở giày, nó ở nhà sàn. Ở nhà sàn đúng rồi, nó ở nhà sàn. Nó không có ở nhà giày. Nó phải có chỗ nó leo leo cao cao á. Đóng cái nhà sàn, đóng cái đường đi lên là tối nó đi lên là nó ngủ xong sáng nó đi xuống. Dạ. Cưng. Mà quýnh lộn ghê lắm. Quýnh lộn nó hút dữ lắm á. Nó hút ghê lắm, nó bay lại cành. Đứng lên. Nó đứng lên không nó lủi. Đứng lên cho nó lủi. Rồi ông rùa lên quá trời kìa. Lấy ông rùa. Ok, đi qua ông rùa đi. Ông rùa sẽ lên ăn rồi. Ông rùa về con thấy ghét rồi. Thiệt. Cũng kịp chụp về tấm sóng ảo với lại bạn dê rồi, đợi chút xíu lát xong clip là sóng ảo liền nha các bạn. Mỗi lần đi chơi cái này rất là thích luôn các bạn, tại vì mình rất là thích thiên nhiên luôn. Được càng gần với thiên nhiên là càng mê. Bây giờ mình sẽ qua chuồng rùa ha. Những bạn rùa Adapra. Em thấy hôm bữa em thấy nó thích ăn cái lá cây đó mà không biết lá cây gì, để lát hỏi anh. Lá cây nào? Không biết nữa. Bữa ăn đâu muốn ăn tùm lum, ăn đâu muốn. Bữa mình bứt cái cây nào như góc bên kia.
nó nhai rợp 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 đó. Đây bốn bạn đang nằm ở trên đây hết rồi, rất là to. Ba bạn, còn bạn nữa, nãy thấy bạn nữa bò đâu rồi? Ôi ôi, cái này mà không sống ảo thì có lỗi với mọi người quá. Đông lắm, đông là nó vô núp trong kia nữa kìa. Có gì em chụp cho anh mấy tấm. Đây là cái khu vực để cho bé nó nằm nghỉ mát nè các bạn. Nằm dưới ăn. Này nó sẽ mát ha. Chỗ ăn, chỗ ăn. Đó, chỗ ăn đó. Trời đất ơi. Đó mấy anh nhỏ núp trong kia. Bự khủng khiếp luôn. Ôi, đi đó. Mình gãi đây là nó đã ngứa nha các bạn. Đã ngứa. Yêu. Trời đi nhanh ghê chưa? Ai nói nó nhẹ đâu, nó nặng đâu. Chậm nó đi nhanh bật cố luôn. Khủng khiếp. Cái đầu nè. Xin chào con. Xin chào. Ông ở đâu cái đó đã, cơm nước cũng ở đó đó, để tôi hỏi anh Cường coi. Anh Cường. Nó bự. Anh Cường. Ngoan ha. Ngoan. Hỏi hai mới ăn cơm nước sao? Ôi cái tai nó bự kìa các bạn. Coi tai. Cái tàn đèn chết nó. Coi tai ảnh. Bự chưa? Bí. Xe này gầm cao nha các bạn. Xe gầm cao. Đó, gầm cao á. Xe giò cao chứ không phải xe kia giò lùm. Bự khủng khiếp luôn. Này sống hết đời mình. Nếu mà chăm sóc tốt á, sống hết đời mình nó vẫn còn sống luôn. Qua hai đời luôn. Lên. Ừ. Quỳnh. Là cơm tự nó mua ăn phải không? Nè bé này á, anh thấy cái mai của nó là nó hết cái nếp nhăn rồi. À, nó hết nếp nhăn rồi. Không biết nó còn lớn nữa hay không, nhưng mà bé này nè. Nó vẫn còn những cái nếp nhăn này để nó giãn nở nè. À, còn những cái nếp nhăn này nó giãn nở nè. Thấy không? Nó sẽ còn lớn nữa. Đang đi dắt ba quay phim đâu có đi được ông nội. Đó, còn cái này là nó hết luôn rồi. Nó hết những cái nếp nhăn à. Nó liền lạc luôn rồi. Đó. Dài ha. Này chắc cầu mét mét 2 mét 3 gì đó. Bự. Bưng thử. Rồi, đi qua chùa tôi dắt. Ok. Còn ở nhà mình nhiêu ta? 57 kg, bưng muốn lẹ lưỡi luôn rồi. Này là khỏi bưng, khỏi nhúc nhích. Đâu, cái con này là lấy xe nâng nâng không? Này lấy xe nâng. Phải dụ nó lên cái ba lết nha. Đâu lắm. Còn mình chơi cái đó là nâng lên là hai cái giò nó quẹt không được. Ừ. Nó phải có lật lại không? Không, để vậy đó. Cái mình chọc cái lên được. Cái dây bẹ qua, cái dây rút lại là đem đi. Con của em có năm mấy ký rồi, em xuống thấn khiêng lên. Nhỏ hơn phân nửa. Bằng cái phân nửa này thôi. Rồi. Ok, qua chuồng tê giác. Đây. Thiệt cái đồ giả gì vậy? Thiệt kìa.